Hello, Thanh Tùng xin kính chào tất cả quý anh chị và các bạn đang theo dõi video. Hôm nay Thanh Tùng tiếp tục gửi đến quý anh chị các bạn mình tập tiếp theo, tập 5 của triển lãm Tuy Phước Bình Định năm 2023. Thanh Tùng xin mời tất cả quý anh chị và các bạn cùng Thanh Tùng vào tham quan nha. Và đầu tiên trong video ngày hôm nay Thanh Tùng xin gửi đến quý anh chị các bạn mình một tác phẩm dưới nha. Một tác phẩm dúi trăng cao. Tác phẩm dúi trăng cao đây có một cái dáng phong nha quý anh chị. Trăng thì co lách nha. Trăng nhúng nhảy khá đẹp nha quý anh chị, có hai trăng nhúng nhảy. Đường thân nó lách rất đẹp nha quý anh chị. Một tác phẩm dưới quái trăng cao, một cái bóng rất là hài hòa luôn nha. Giờ mình xem bộ trăng nó nha quý anh chị, khá là già luôn nha. Có bản tên của nhà vườn luôn nha. Một tác phẩm dưới rất là hài hòa nha quý anh chị. Tổng cái bé cũng rất là hài hòa nha.
Và tiếp theo là một tác phẩm mê nha quý anh chị. Mình đến với một tác phẩm mê. Tác phẩm mê cũng đang cho quả nha. Tác phẩm mê này có đường thân đi co lách lên rất là đẹp luôn, hoành lại này quý anh chị. Rất là đẹp luôn nha. Đang cho quả nha. Cái bóng nó rất là đẹp nha quý anh chị. Đường thân lưng hoành. Hoành cong nha. Cây này cũng khá cố nha quý anh chị. Những tác phẩm rất là nhiều năm tháng. Mình xem bộ trăng nó nha. Rất là khủng luôn. Một tác phẩm mê có đường thân khá đẹp luôn, đang cho quả rất là nhiều. Và tiếp theo mình đến với một tác phẩm tùng la hán nha. Rất là khủng luôn nha quý anh chị. Tác phẩm tùng la hán. Một cái bóng rất đẹp nha. Rất đẹp luôn nha quý anh chị, một cái bóng rất đẹp nha. Quá là tuyệt vời nha, một tác phẩm tùng la hán. Mm-hmm.
Và đó là một tác phẩm nghiệp quế nha quý anh chị. Một tác phẩm nghiệp quế. Tác phẩm nghiệp quế này có dàn tây cành rất đẹp nha quý anh chị. Bộ chân đế rất là trẻ nha. Có bản tên của nhà vườn luôn nha, có số điện thoại nha quý anh chị. Một tác phẩm nghiệp quế rất đẹp nha. Và tiếp theo là một tác phẩm cây bồ đề nha quý anh chị. Cây bồ đề bấu vào cái chậu cũ nhìn khá hay nha quý anh chị. Rất là cổ cây nha. Có những lớp gạch nha quý anh chị. Được cái bồ đề ăn bên trong nha. Những viên gạch. Đây cái chậu cũ đây, được cái bồ đề ôm lấy đây. Như một mạng lưới luôn. Rất là quái nha. Quá đẹp luôn nha quý anh chị, một tác phẩm cây bồ đề. Và tiếp theo mình đến với một tác phẩm khế. Một tác phẩm khế chùa cũng cực kỳ khủng nha quý anh chị. Bộ trang đế cực kỳ khủng luôn.
đứa nó tràm chậu luôn quý chị. Tác phẩm rất đẹp nha, tác phẩm khế rất đẹp luôn. Đó, đều đặn bốn mặt nhau anh chị, rất là đều nha. Quá đẹp nha. Và tiếp theo mình đến với một tác phẩm dúi nha quý chị. Một tác phẩm dúi cực kỳ đẹp nha. Triển lãm cây cảnh Tỳ Phước năm nay hội tụ rất là nhiều tác phẩm đẹp. Nụ nần khá dài nha quý chị. Dáng phong nhìn rất là thoáng nha, tác phẩm này nhìn rất là thoáng nha, quá đẹp nha, tuyệt phẩm. Giờ mình đến với những tác phẩm khác nha. Và đây là một tác phẩm hai châu nha quý trời. Một tác phẩm hai châu cực kỳ đẹp nha, rất là khủng nha quý anh chị. Rất là nhiều đường thân luôn. Quá đẹp luôn nha.
Đứa chạy rất đẹp quý anh chị. Có số điện thoại luôn nha. Tác phẩm hay cho cực kỳ đẹp luôn. Và tiếp theo mình đến với một tác phẩm Linh Sam Lúa. Tập phẩm lên xem rất là khủng nha. Đường thân rất là uyển chuyển anh chị. Có măng lụa tự nhiên bên trong rất là đẹp luôn nha. Có nu luôn nha. Nu kép. Một tác phẩm Linh Sam rất khủng và đẹp. Mình đến với những tác phẩm khác nha quý anh chị. Và đây là một tác phẩm Tùng La Hán nha. Một tác phẩm Tùng La Hán cũng rất là khủng nha quý anh chị. Tác phẩm Tùng La Hán cũng rất là đẹp nha. Và tiếp theo mình đến với một tác phẩm dúi nha quý anh chị.
tác phẩm dưới rất đẹp luôn nha, đường thân rất là quái luôn nè quý anh chị. Tập phẩm dưới khá quái nha quý anh chị. Còn rất là nhiều tác phẩm độc đáo khác nha, rất là quy mô luôn nha quý anh chị. Triển lãm kỳ này rất là quy mô luôn nha. Và giờ mình đến với tác phẩm khế nha quý anh chị, một tác phẩm cây khế có củ khá to nha quý anh chị. Tác phẩm khế đây có một cái bụi chân đế củ nhé. Bộ chân đế hình củ rất già nha. Có bảng hiệu của nhà vườn luôn nha quý anh chị. Có số điện thoại luôn nha. Wow, mặt bên đây chân đớ cũng khá đẹp nha. Đớ hình cũ nha quý anh chị. Một tác phẩm khế chua nha, rất độc đáo luôn. Và giờ mình đến với tác phẩm dưới nha quý anh chị, một tác phẩm dưới có đường thân rất là quái nha. Rất đẹp nha quý anh chị.
đường thân khá quá nha quý anh chị. Có bán hiệu luôn nha, có bán hiệu, có số điện thoại luôn chị. Có số điện thoại nha. Một tác phẩm dưới rất là quái luôn. Một tác phẩm dưới quái cực đẹp luôn. Thanh Tùng cũng xin khép lại video ở đây nha. Thanh Tùng xin cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã theo dõi hết video. Quý anh chị và các bạn mình đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thanh Tùng nha. Và đón xem những video mới nhất của mình nha. Và bây giờ Thanh Tùng xin gửi lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị các bạn mình những video tiếp theo.